Ok, hello anh em. Thì đây sẽ là video đầu tiên của mình về cái dự án mà mình sẽ build một cây PC mới dành cho cái góc làm việc của mình. Thì video này nó sẽ chia sẻ đấy anh em về một cây PC mà có tầm giá trên dưới 10 triệu nha anh em, mà ưu tiên về hiệu năng để mà mình làm việc. Thì công việc mình làm anh em cũng đã biết rồi, mình thì mình vẽ những cái file 3D để mà chạy CNC. Mình thường hay dùng là AutoCAD 3D nè, rồi SolidWorks nè, Corel, và một số đôi khi cũng phải cần dùng Photoshop. Thì mình cần một cái cây PC để phù hợp cho cái công việc này. Thì món đầu tiên mình sẽ làm video review sẽ là cái bộ nguồn anh em. Đó, tại vì cái bộ nguồn là cái một cái món mà nó sẽ định hình trước cho cả một cái bộ PC của mình. Thì mình xài những cái linh kiện cũng cơ bản thôi, ví dụ như là CPU i5 thôi. Bo mạch thì xài B760, RAM thì 16GB. Thì ở đây mình dùng cục nguồn là 600W công suất thật nha anh em. Cái bộ nguồn này thì đến từ hãng VSB. Thì trước đây mình đã có làm một video để review về cái hãng này rồi, đó là cái màn hình VSB. Thì sắp tới này mình cũng sẽ nâng cấp luôn cái màn hình anh em. Trước đây là mình dùng cái VSB 24 inch, thì mình thấy khá là ok. Nhiều anh em hỏi là cập nhật tình trạng sử dụng, thì mình xài một năm hơn thì mình thấy cũng không có vấn đề gì anh em. Chất lượng hình ảnh thì cũng tốt, phục vụ công việc thì cũng tốt. Bây giờ mình nâng cấp lên cũng là màn hình phẳng 27 inch. Tính chất công việc của mình là mình làm việc nhiều hơn chơi game, cho nên mình không có xài màn hình công, mình xài màn hình phẳng 27 inch, cũng là của VSB luôn. Thì mình thấy hãng này nó làm chỉnh chu anh em, cho nên mình quyết định là mình sẽ chọn cái bộ nguồn của hãng VSB luôn. Thì mình sẽ chọn nguồn, cái vỏ khay và cái màn hình của VSB. Ở đây thì mình có cái bộ nguồn mã là AK600. Ở đây nó có để eSport Power. Thì cái mã của những cái bộ nguồn VSB thì nó có chia làm Delta nè, rồi mình thấy nó có rất là nhiều mã anh em, nhưng mình chọn cái mã này là tại vì nó rẻ, nó phù hợp với lại cái lít đồ của mình muốn lên. Cái mã này là mã AK600 là cái mã rẻ nhất, nhưng mà công suất đáp ứng vẫn là 600W công suất thật. Rồi bây giờ mình sẽ phù hợp cho anh em coi ha. Hộp làm rất là đẹp nha anh em, hộp làm cực kỳ đẹp và chỉnh chu luôn. Mình thấy cái hãng VSB này, mình thấy là lúc trước cái hộp màn hình đó, nó làm cũng rất là ok anh em. Bên đây có một cái hộp nhỏ. Bên trong đây thì nó để cộng dây. Cái này là cộng dây nguồn chính, cộng dây cấp nguồn cho nguồn. Dây thì chuẩn 2 chân chu tròn ha, khá là thông dụng. Dây này là dây 360.75mm, không có rõ lắm. Nó cho thêm mấy sợi dây rút với lại mấy con ốc, 4 con ốc này chắc là để bắt cái hộp nguồn rồi anh em. Đây là cổng dây, mình thấy khá là chỉnh chu anh em. Hộp này nó có màu tím, mấy cái quả tiết này thì nó in màu bạc ánh kim, nhìn thấy xịn sổ anh em. Anh em coi hộp rất là đẹp. Nguồn nặng quá anh em ơi. Lại thêm một cái hộp nữa, mở hai nắp. Cơ chế mở này khá là ok. Wow, dây là dây full đen nha anh em. Dây nguồn full đen mình rất là thích nha anh em, tại vì cái bộ nguồn trước mình xài là bộ nguồn X-Power 2 thế hệ 2. Dây nó rất là nhiều màu anh em. Dây nó rất là nhiều màu, nhìn mình khi mình set up lên đó thì cái bố cục á nhìn nó không có được, nhìn nó không có chuyên nghiệp lắm. Cái bộ này nó full đen thì mình thấy rất là đẹp, rất là vừa ý mình nha. Tại vì mình cũng muốn build một cái cây PC là full đen, không có màu mè. Đây là nhân vật chính nè anh em. Đây, nguồn 600W. Wow. Đánh giá ban đầu thì mình thấy nó kích thước nó khá là to so với cái bộ nguồn X-Power 2 trước đây mình xài. Bộ trước đây mình xài là 450W công suất thật nha anh em. Bộ này thì 600W công suất thật. Đây anh em xem ha, nó để nè. Model là AK600.
Dòng điện nó sử dụng là từ 100 cho tới 240V. Tần số hoạt động là từ 47 đến 63 Hz. Đó. Cường độ dòng điện là từ 10A đến 5A. Đây, ở đây nó để những cái thông số vậy. Cái này là bên AC, còn cái này là bên DC, nó xuất ra nè anh em. Rồi, anh em cùng lưu lại và xem ha. Cái này thì mình không có rành cho lắm, chuyên sâu về mấy cái nguồn này. Đây là quạt nguồn nè anh em. Mấy cái nguồn này là điều vệ sinh rất là dễ ha. Anh em cứ việc tháo bốn ốc này ra, bốn ốc này, lấy cái nắp, lấy cái quạt ra là xong. À, ở đây nó có tem kiểm định nữa nè anh em. Tem kiểm định và tem bảo hành luôn nha. Có tem bảo hành luôn nha. Cái này thì hình như được bảo hành 36 tháng đó anh em. Hàng chính hãng thì nó vậy đó. Đây nó có đánh dấu ngày và tháng để mà bảo hành đó. Tem chống giả luôn. Ở đây thì có mã QR để mình coi coi nó sản xuất ở đâu nha. À, Made in China. Đây anh em, Made in China ha. Esport Power, nó có chữ Esport là anh em thấy không? Là có cái hơi hướng là game thể thao, game gì trong đây rồi. Nhưng mà tại vì vấn đề là kinh tế eo hẹp cho nên những cái nguồn mà chuyên làm việc á, không biết nó để chữ như thế nào, nhưng mà giá nó cao hơn, chỉ có con này là rẻ nhất thôi anh em. Con này mình mua thì nó tầm khoảng hơn 700 anh em. Rồi, ở thời điểm này nha. Ok, thì đây là video mình review về cái bộ nguồn AK600 của VSB. Rồi, đây là món đầu tiên ha, mình quay nó lại kỷ niệm luôn trong cái cây PC của mình chuẩn bị build. Cảm ơn anh em đã xem video ha. Bye bye anh em.